Giới huyền học xôn xao bàn tán về vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong tháng 6 âm lịch này. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch ngày hôm nay. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo của những quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế, và cho nên họ phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề về kinh tế. Họ vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh chúng ta không nắm bắt được vận trình Thái Tuế cũng như là cách hóa giải các hung tinh của năm, thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón dài đi. Và ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 chúng ta phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và chúng tôi tin rằng sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu như chỉ cần chúng ta nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân, thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022. Vậy thì ngay sau đây, để cho quý vị có thể biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này như thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh và khả năng tính toán cùng với một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện trở thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi phải chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận, thận trọng khi nghe và tin người khác. Bởi bản tính đa nghi của những người tuổi này, họ đồng thời cũng là người rất hài lòng với cuộc sống của mình và thích sự hài hước. Đối với quý vị gia chủ Đinh Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững, thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè, người thân quanh mình, và cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này bạn bước vào thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Với tài năng vốn có của mình, bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, khiến đồng nghiệp tâm phục, khẩu phục, chuyện hợp tác diễn ra thuận lợi, bản mệnh thậm chí có thể là người lãnh đạo tập thể vươn tới thành công. May mắn trong sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng với lời nói hành động của mình và đừng tự mãn vì thành công tạm thời, hoặc sếp của bạn có thể coi là bạn quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, gia chủ Đinh Tỵ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Đinh Tỵ có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp cùng với lợi nhuận thấp, lúc đầu có vẻ không kinh tế, nhưng sau này sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đến một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay. Bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa, đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, đó là vòng với tên gọi Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tuy vất vả nhưng cũng thu được rất nhiều điều đối với những người sinh năm 1977. Vì thế bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe khoắn để sẵn sàng đối diện với mọi thách thức. Nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, không nên làm việc quá vất vả đến mức quên ăn quên ngủ và nên có ý thức giảm dần việc tiệc tùng xã giao, không sử dụng chất kích thích. Gia chủ Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho gia chủ Đinh Tỵ. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của chính bạn. Các cặp đôi cũng có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn nào đó mà khiến bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân và chuẩn bị để về chung một nhà. Với những người vẫn còn độc thân, vận đào hoa của bạn khá tốt, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ của người khác, khuyên bạn hãy mở rộng lòng mình, thử cho đôi bên một cơ hội được tìm hiểu nhau. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022.
2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng thì sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt thì cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận của mình. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Tị 1977 trong tháng 6 âm lịch, và chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình trở nên ngày một tốt hơn, vận mệnh của mình trở nên ngày một thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.